mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng một lần được theo dõi một tiết mục hợp xướng ra đời ngay từ thời kỳ xã hội nguyên thủy thông qua hình thức đồng ca. Dần dần hợp xướng ngày càng phát triển và chiếm một vai trò hết sức quan trọng, giúp kết nối tinh thần và tình cảm của mọi người lại với nhau một cách mạnh mẽ. Và trong chương trình ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với những con người có niềm đam mê và gắn bó với nghệ thuật hợp xướng để cùng tìm hiểu về sức mạnh của thể loại âm nhạc này. Hợp xướng là một loại hình nghệ thuật được trình diễn bằng giọng hát gồm nhiều bè, nhiều giọng và được kết hợp với các hình thức và thủ pháp âm nhạc phong phú đa dạng. Nhờ đặc điểm đó, hợp xướng có thế mạnh nổi trội mà ít thể loại âm nhạc khác sánh kịp trong việc thể hiện những tư tưởng, tình cảm chung của cộng đồng. Với hợp xướng, ngoài sự rung cảm, nể phục, thì người nghe còn thấy sự ấm cúng, gần gũi, thậm chí dẫn đến việc muốn bày tỏ, muốn hòa mình vào cùng dàn hợp xướng, muốn trở thành một thành tố của thứ âm nhạc mà mình đang thưởng thức. Cùng với sự phát triển của đời sống con người, hợp xướng ngày càng trở thành một thể loại âm nhạc có sức biểu đạt hết sức phong phú và chiếm một vị trí quan trọng trong việc thể hiện tiếng nói của cộng đồng cũng như gắn kết mọi người lại với nhau. Không chỉ có mặt trong nhà thờ hay các nhà hát lớn, loại hình này còn luôn hiện diện trong cuộc sống của xung quanh ta. Đó là trong những ca khúc quen tai, những bộ phim vui nhộn hay thông qua những nhóm nhạc a cappella được biểu diễn trên các sân khấu ca nhạc. Thưa quý vị và các bạn, trong một dàn hợp xướng thì vai trò của người chỉ huy là rất quan trọng vì họ chính là người phải hiểu rõ nhất các thành viên, thổi hồn cho các tác phẩm bằng tư duy sáng tạo riêng của mình, từ đó mang đến cho người nghe một màu sắc, tạo nên những hiệu quả cảm xúc mới. Trong phần tiếp theo của chương trình, hãy cùng chúng tôi gặp gỡ với vị nhạc trưởng tài ba và giàu nhiệt huyết Đồng Quang Vinh để cùng cảm nhận rõ hơn về tình yêu với hợp xướng cũng như những nỗ lực của anh nhằm đưa hợp xướng đến gần hơn với công chúng. Khi xem nhạc trưởng Đồng Quang Vinh chỉ huy, chắc hẳn mọi người sẽ không khỏi ấn tượng với sự nhiệt huyết và tình yêu âm nhạc toát lên trong từng nét mặt, từng cử chỉ của anh. Hợp xướng thì tôi rất là yêu nó. Thế và tôi cảm thấy là nó là một cái hình thức nó rất là đơn giản, tức là không phải đơn giản để hát đâu nhé, nhưng mà cái nhạc cụ này này, cái thanh đới này rất là rẻ. Đúng không? Bạn không miễn phí luôn, bạn giữ giọng cho nó tốt thôi, nó không đắt như một cái đàn violon hay là một cái đàn piano. Thế thì nó rất là tự nhiên và thốt ra từ đây luôn là người ta đều có thể hát. Có thể người ta không chơi được đàn nhưng hát rất là dễ để bắt đầu. Thế cho nên là tôi đến với nó một cách rất là tự nhiên như vậy. Mặc dù tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc tại Học viện Âm nhạc Thượng Hải năm 2013 với nhiều cơ hội rộng mở, nhưng anh vẫn quyết định quay trở về Việt Nam với khát khao được cống hiến cho nền âm nhạc của đất nước. Khác với nhiều nhạc trưởng thường chọn lối diễn chuẩn mực, Đồng Quang Vinh luôn muốn phá cách, tạo ra nét phóng khoáng cho mỗi tác phẩm hợp xướng. Thông qua việc kết hợp khéo léo giữa các loại hình nghệ thuật với nhau, bởi anh nghĩ chỉ có tạo được sự hấp dẫn, kịch tính và thể hiện cá tính thì mới có thể thu hút được công chúng. Đó cũng là cách anh tạo cảm hứng cho khán giả khi theo dõi những tác phẩm âm nhạc hợp xướng của mình. Trong đợt vừa rồi khi mình lên chương trình của Đài Trung ương, Đài Hợp xướng Quốc tế Hà Nội, Voices, có biểu diễn cùng với lại hợp xướng thiếu nhi, cùng với dàn che nứa sức sống mới của mình, và có cả một võ sĩ người Mỹ, Paul Lewis. Thế là võ thuật kết hợp với âm nhạc, hợp xướng kết hợp với lại dàn che nứa dân tộc. Và đó là một cái sự kết hợp rất là, mình nghĩ là rất là tuyệt vời, mình không nói quá nhưng mà mình cảm thấy mọi người rất là thích bởi vì chưa thấy có cái sự kết hợp đó ở Việt Nam. Hiện nay, ngoài làm chỉ huy dàn nhạc vũ kịch Việt Nam, anh còn là chỉ huy của dàn hợp xướng quốc tế Hà Nội Voice. Các thành viên của Hà Nội Voice hầu hết đều là những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.
Mỗi người đến từ một nền văn hóa khác nhau, nhưng điểm chung của họ là đều có một niềm đam mê với nghệ thuật hợp xướng và mong muốn gắn kết với nhau hơn thông qua âm nhạc. Mới đây nhất, nhạc trưởng Đồng Công Vinh cũng đã phối hợp với dàn hợp xướng và giao hưởng Kỳ Diệu tổ chức một buổi workshop mang tên Hợp xướng từ thính phòng ra showbiz. Tại đây, các khán giả không chỉ được giới thiệu về sự ra đời và phát triển của dàn hợp xướng, quá trình phát triển vượt xa biên giới của thính phòng, hòa mình vào dòng chảy văn hóa hiện đại của nghệ thuật hợp xướng, mà đồng thời cũng được trải nghiệm cảm giác đứng giữa một dàn hợp xướng hiện đại dưới sự chỉ huy của anh. Về hợp xướng ấy, mọi người hãy take it easy, tức là nghĩ về nó là một cái gì đó nó rất là dễ dàng. Khi mà bạn cảm thấy bạn thích hát, bạn có khả năng hát, bạn cứ đến với hợp xướng. Nó là một cái cách luyện tập rất tuyệt vời để cho bạn có cái khả năng thẩm âm, khả năng hòa tấu với người khác, khả năng communicate, kết nối cùng người khác. Và nó là một cái teamwork rất là tuyệt vời. Buổi hợp xướng ngày hôm nay được tập luyện, được hát và được xem các em nhỏ hát thì cảm thấy rất thú vị và hào hứng hơn khi mà xem buổi trước TV. Với Đồng Quang Vinh, người chỉ huy không chỉ cần phải có chuyên môn sâu mà còn cần phải biết kết hợp hài hòa giữa nhiều yếu tố khác. Cái điều mà khó nhất đấy là để giữ được cái trái tim của con người, mà trái tim của người trong đoàn nó đến từ cái sự nể phục về mặt chuyên môn đầu tiên, xong sau đó là bắt đầu thái độ làm việc luôn luôn phải đi trước mọi người và luôn phải gương mẫu. Đấy là cái điều mà quan trọng nhất. Thế và đương nhiên trong khi tập mình lại vẫn nghiêm khắc, nhưng mình lại vẫn phải có cái thái độ hài hòa. Có thể thấy để chỉ huy một vài người đã là cả một khó khăn, bởi vậy chỉ huy cả một dàn hợp xướng lên đến hàng chục người thì đòi hỏi vị nhạc trưởng đó phải thực sự thấu hiểu các thành viên, cũng như phải thấu hiểu cả chính khán giả để biết được tâm lý và nhu cầu thưởng thức âm nhạc của họ ra sao, từ đó mới có thể kết nối âm nhạc đến gần hơn với người nghe. Và với Đồng Công Vinh, cũng như những nghệ sĩ khác đang theo đuổi con đường nghệ thuật hợp xướng, thì hợp xướng đã góp phần giúp họ thực hiện được mong muốn của mình, đó chính là dùng âm nhạc có thể gắn kết mỗi con người lại với nhau. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ có nhạc trưởng Đồng Quang Vinh mà nghệ thuật hợp xướng đã trở thành nguồn cảm hứng cho biết bao nhiêu nghệ sĩ, để rồi cũng từ đó họ lại mang tình yêu này của mình nhân rộng ra với mong muốn có thể khiến cho mọi người yêu thương và gắn bó với nhau nhiều hơn. Trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một dàn hợp xướng rất đặc biệt. Đến với những buổi học hợp xướng thì con cảm thấy rất là vui. Không những con hát một mình mà còn được hát với cả dàn hợp xướng. Không chỉ là học hát mà con lại còn được vui chơi cùng các bạn. Là con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì khi được hát cùng tất cả các bạn và con được biết thêm nhiều bạn mới. Đó là cảm nhận chung của các em nhỏ mỗi khi được đến với buổi học hợp xướng để cùng nhau cất cao tiếng hát trong dàn hợp xướng thiếu nhi John Art. Dàn hợp xướng John Art do giảng viên âm nhạc Đặng Châu Anh tổ chức vào năm 2008 nhằm tạo nên một môi trường sinh hoạt mang đậm tính nghệ thuật và nhân văn cho các em thiếu nhi. Từ năm 2008 thì tôi đã có một cái dàn hợp xướng, đó là dàn hợp xướng thiếu nhi của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Thì các em hoạt động rất là vui vẻ và tôi thấy được rất là nhiều những điều tích cực khi mà các em tham gia một dàn hợp xướng. Chính vì vậy mà tôi nghĩ tại sao chúng ta không mở những cái dàn hợp xướng khác nữa, để cho các em không phải là học sinh, học chuyên nghiệp về âm nhạc cũng được học,
Thông qua việc chuyển soạn thành ngôn ngữ hợp xướng, nhiều ca khúc dân ca mang đậm hồn dân tộc như dân ca Cống Khao, Gà Gáy La Te, Chặt Gỗ Đóng Thuyền, dân ca Ê Đê Chim Jin Đi Tắm đã có dịp được vang lên trong các kỳ liên hoan, hội diễn hợp xướng quốc tế, giúp bạn bè thế giới hiểu được vốn văn hóa dân gian của Việt Nam và mang về cho dàn hợp xướng thiếu nhi Việt Nam Son Art nhiều giải thưởng cao quý như tấm huy chương đồng liên hoan hợp xướng thế giới năm 2009. Huy chương vàng tại Liên hoan hợp xướng quốc tế năm 2012, huy chương vàng hội thi hợp xướng quốc tế Johannes Brahms năm 2011. Bất kỳ một loại nghệ thuật tập thể nào cũng đòi hỏi yếu tố đồng bộ, sự phối hợp nhịp nhàng, nhưng với hợp xướng, yêu cầu về tính kỷ luật, sự kết nối càng đòi hỏi gắt gao hơn. Qua những hoạt động đó, các em đã dần biết cách sống như thế nào để có thể hòa hợp và kết nối với nhau trong một tập thể. Bởi hợp xướng đòi hỏi các thành viên phải có sự ăn ý và thống nhất với nhau, không chỉ về giọng hát mà còn tình cảm thì mới có thể tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh. Có nhiều bạn nhé, không chỉ là những cái bạn học sinh rất là đam mê âm nhạc mà kể cả những cái bạn rất là nhút nhát thì sau một thời gian được giao lưu, được tham gia một cái hoạt động âm nhạc rất là vui vẻ cùng với cả các bạn nhỏ khác ấy, thì các con trở nên rất là tự tin. Khi mà các con tự tin rồi ấy, thì không chỉ cái việc kết nối với xã hội thành công mà thậm chí các con thấy là mình thực sự là có giá trị ở trong cuộc sống. Với những thành viên trong dàn hợp xướng Son Art, niềm vui chỉ đơn giản là những lúc được cùng với những người bạn của mình cùng đắm chìm vào một thế giới đầy âm nhạc và những nụ cười rực rỡ. Tôi luôn luôn nỗ lực, cố gắng để kết nối các dàn hợp xướng ở tại các địa bàn ở Việt Nam để làm sao cho cái mạng lưới về hợp xướng ở Việt Nam nó phát triển rộng hơn. Nhiều bậc phụ huynh cũng như khán giả hiểu được cái tầm quan trọng của nghệ thuật hợp xướng, tác động tốt đối với không chỉ trẻ em mà cả người lớn chúng ta nữa, để cho một cái xã hội nó sẽ có những cái nhìn tích cực, lạc quan và tươi đẹp hơn. Có thể thấy, hợp xướng cũng có một sức mạnh đặc biệt, thậm chí có thể giúp xóa nhòa những tổn thương trong tâm hồn mỗi người. Như câu chuyện mà chương trình đã từng giới thiệu đến quý vị về dàn hợp xướng kỳ diệu của nghệ sĩ Trang Trịnh cách đây không lâu. Bao nhiêu con người là bấy nhiêu câu chuyện khác nhau, và chính những đổi thay to lớn từ những thành viên của dàn hợp xướng đó đã trở thành nguồn động lực để không chỉ những nghệ sĩ như Đồng Quang Vinh, Đặng Châu Anh hay Trang Trịnh mà còn nhiều nghệ sĩ khác tiếp tục thực hiện những ước mơ đầy tính nhân văn của mình, đưa nghệ thuật hợp xướng đến gần hơn với công chúng để kết nối trái tim và tâm hồn của mỗi con người với nhau. Hy vọng rằng sau 15 phút của chương trình vừa rồi đã giúp quý vị cảm nhận rõ hơn sức mạnh gắn kết tâm hồn của thể loại hợp xướng. Và trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng thưởng thức một bản nhạc do dàn hợp xướng thiếu nhi Son Art thể hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Được nghe bài dân ca em dịu đớn trên sân.